Cái anh nhà táo anh ghi chú cho các bạn nhé. Anh ra phần trăm pin này xong anh biết anh dại rồi, nên là anh kèm thêm một cái ghi chú: pin điện thoại giống như tất cả các loại pin. Đấy, giống như tất cả các loại pin. Ở đây mình hiểu nôm na là giống như pin con ó, pin con thỏ hay là acquy DN, acquy đang nai đấy các bạn. Đấy là có thể sạc lại, có nghĩa là xài hết là sạc lại, đúng chưa? Đấy là thành phần có thể tiêu hao. Đã tiêu thì phải hao, đúng chưa? Tiêu mà còn nguyên thì nói làm gì nữa. Đấy, trở lên kém hiệu quả theo thời gian, thấy chưa? Theo thời gian chứ còn không còn cả ghi là số lần sạc nha. Có nghĩa là mua một cái máy mới về để không xài, sạc một hai lần để không xài, để trong tủ 2-3 năm sau mang ra có khi pin cũng hỏng nha. Đấy, hay là mua một cái xe ô tô đi, khoảng 5 tỷ đi. Đấy, mua về chạy khoảng 100 km thôi, để trùm mền đấy, 6 năm sau bỏ ra đề đấu nổ hỏng bình, đúng chưa? Ông nào đây gặp hỏng bình chưa? Chắc là biết cái đấy, nói đấy quá phổ thông. Cho nên là đừng có lăn tăn cái chuyện pin hỏng thì thay một cục pin đây, thế người ta mới bán được pin nhá. Pin siêu trâu đây, pin siêu trâu tức là dung lượng cao ngất ngây con gà tây. Cục nào của những cái đời máy thấp thì chỉ độ từ 200 mấy đến 300, đến đời máy cao cấp thì cũng chỉ 700-800 nghìn một viên pin. Trong khi một cái máy mười mấy củ thì không lo là cái màn hình có zin hay không, máy có mượt hay không, xài có ngon hay không, cứ lo em ơi máy thay pin chứ em ơi pin còn bao nhiêu phần trăm. Nói là pin em còn 85 còn xài ngon lắm anh ơi. Ui 85 mà xài cái gì, anh phải xài loại 95 pin bơm. Đấy, thế thì thôi anh chỉ gặp những cái thằng bơm pin thôi, chứ còn bây giờ đây là 12 Pro, anh có biết sản xuất từ năm bao nhiêu rồi không? Đấy, 12 Pro bây giờ nó chuẩn bị ra 16 rồi, thế thì 12 Pro là mấy đời được? 4 đời rồi. Đấy, 4 đời rồi nhá. Họ hàng với nhau mà 3 đời là đã còn cách xa lắm rồi. iPhone 4 đời vẫn còn ngon như thế, các anh còn muốn gì nữa?